Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định bóng đá Ả Rập Xê Út và Nhật Bản 0 giờ ngày 8 tháng 10 vòng loại World Cup khu vực châu Á. Nhật Bản được xem là ứng viên sáng giá cho một trong hai vị trí đầu bảng B vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Vị trí sẽ có tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup Qatar 2022. Tuy nhiên, sau hai lượt trận đã đá tại bảng B, thầy trò huấn luyện viên Moriyasu đã khiến không ít người hâm mộ phải thất vọng. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ kể trên, không bất ngờ nếu Samurai San sẽ bị đánh bật khỏi top 2. Theo đó, đội tuyển Nhật Bản khởi đầu với thất bại 0-1 trước đội tuyển Oman ngay trên sân nhà. Sau ít ngày, họ phải rất nhọc nhằn mới có thể vượt qua được đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 1-0. Với 3 điểm có được, Nhật Bản tạm thời đứng vị trí thứ 3 bảng B và kém hai đội đầu bảng là Ả Rập Xê Út và Úc, khoảng cách là 3 điểm. Với cục diện hiện tại, Nhật Bản muốn có tròn 3 điểm ở trận đối đầu trực tiếp với Ả Rập Xê Út diễn ra vào đêm nay. Theo đánh giá, đội bóng Nam Á được đánh giá nhỉnh hơn với dàn cầu thủ tài năng đang thi đấu tại châu Âu, nhưng bù lại Nhật Bản chịu thiệt thòi khi phải thi đấu xa nhà. Nên nhớ, lần gần nhất làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup, Nhật Bản là người phải ra về với hai bàn tay trắng. Kịch bản có thể lặp lại bởi đội tuyển Ả Rập Xê Út đang có phong độ đầy ấn tượng ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, họ thắng 7 trận vừa rồi trên mọi đấu trường. Riêng vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Ả Rập Xê Út thắng 8 và chỉ chia điểm 2 lần sau 10 trận vừa qua. Dự đoán kết quả trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và Nhật Bản tỷ lệ 1/4, tỷ lệ 2. Chuyên gia nhận định Ả Rập Xê Út dương 1/4, dự đoán kết quả chung cuộc hòa 0-0. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.